Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh Madam Thương An Dị. Sẽ rất là nhiều bạn không biết trên tay Madam Thương đang cầm trái gì đây. Nhìn xa thì các bạn thấy nó giống y chang như trái mít non đúng không? Đây là trái sake mấy bạn. Hôm nay Madam sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món sake hấp nước dừa. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Cây sake là cây này đây à. Vì là trái sake nó có mủ cho nên Madam phải lót, sợ nó dính mủ vào trong cái thớt. Đầu tiên là mình gọt vỏ nó nha. Ở miền Nam thì trái sake nhiều lắm các bạn. Cái lá nó thì người ta nấu nước uống. Còn cái trái nó, nhất là các bạn sẽ thấy người ta chiên ở những cái xe mà chiên chuối chiên, khoai chiên rồi đó, là nó có sake trong đó đó các bạn. Chiên ăn cũng như khoai chiên gì đó các bạn không nói các bạn cũng không biết đâu. Ta có thể là ta chiên bộ, có người thì hấp không, có người thì hấp nước dừa, thậm chí có người ta kho tiêu ăn chay luôn nha mấy bạn, nấu chè nữa, làm được rất là nhiều món luôn. Đây giờ mình sẽ xẻ nó ra, bổ lấy cái cùi đi, nó cũng giống như cái mít vậy đó. Cái này do nó có mủ các bạn cho nên mình phải ngâm miếng nước muối nha. Ngâm miếng nước muối bây giờ tùy mình cắt cái miếng mà lớn là tùy mình. Còn nếu mà các bạn chiên á thì các bạn sẽ phải cắt dọc như vậy, cắt dọc như vậy nó chiên giống như cái miếng chuối với miếng pha lan gì đó. Rồi giờ mình bỏ ra đây, bạn ngâm nước muối cho nó đừng có đen để nó đen nó hết ngon, ngon ghê luôn, trắng tinh mà ở chỗ lỗ chỗ như đàn ông vậy đó ha. Vậy nó có sớ các bạn, khi mà nó chín rồi đó mình nắm mình xé nó. Nước cốt dừa này thì tùy mình để nhiều để ít gì tùy. Mình cũng sợ nó béo quá cho nên là mình để chừng phân nửa thôi. Tùy các bạn muốn ăn ngọt nhiều hay ngọt ít, mình để 2 muỗng đường cho nó lớn. Cái này nhiều người ta không có để muối nha mấy bạn, mình để chút xíu muối cho nó mặn mặn chút xíu. Trời mưa ồn quá, thêm nước cốt chút nữa đi, mình quậy nó lên. Cái này nếu mà các bạn hấp không á thì bỏ lên xịt nghe, là mình trộn đường với muối mình lắc lên là mình hấp thôi. Còn ở đây là do mình hấp nước dừa cho nên mình sẽ đổ hết vô được rồi. Mình cứ cái này lên, nó không hợp thì mình đổ nó vô trong đây rồi mình đem nấu nó lên là ăn thôi. Này thật ra là mình đem nấu á, gọi là hấp chứ nhưng mà không có để xịt hết. Lên bếp nấu. Mình sẽ nấu trong vòng 15 phút đó. Cái này nó ít nước các bạn, cho nên là mình phải nhớ đảo nó nha. Có người người ta làm người ta từ từ, người ta trở, ta trở từng miếng một. Nếu mà không trở là coi chừng nó bị, nó có đường á, cho nên nó sẽ bị khét, khét cái đáy các bạn. Mau chín lắm, mè mè rồi nè. Nè các bạn xôm là thấy muốn lủng rồi nè, thấy không? Nó gần chín nó đỡ về xong rồi mình đậy nắp nó lại. Mình chờ nó cạn nước là ok. Rồi, hơn 15 phút rồi nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra coi. Nó hơi sèm sẹp một chút xíu ha. À, nó hơi sèm sẹp một chút xíu. Nếu bạn để khô quá nó sẽ bị cháy á. Ăn thử nè. Thì nó chín nó cũng như khoai vậy đó. Chín rồi.
bùi lắm luôn các bạn ơi, thơm phức à. Nếu các bạn hấp á thì nó sẽ khô ráo hơn, nếu các bạn xé nó ra đó nó sẽ có cái thớ nè, nó có cái thớ dài vậy nè. Rồi nguyên một dĩa luôn, quá trời thơm luôn mấy bạn. Mình giã nó ra nè, nó có cái sớ nè, mình sẽ ăn thử. Ngon quá, bùi bùi mặn mặn ngọt ngọt, nói thiệt là ngon luôn. Rồi các bạn thử ra cái này, mình lúc mà mình đảo nó mình hơi bị mạnh tay nè, với lại nó hơi ướt chút xíu. Rồi xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào clip sau nha.